Vào hồi 17 giờ hôm qua 25 tháng 12, đội 4 phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện bắt giữ một số lượng lớn sản phẩm động vật và động vật hoang dã không rõ nguồn gốc được vận chuyển từ các tỉnh phía Bắc vào tiêu thụ ở các tỉnh miền Nam. Số lượng sản phẩm động vật và động vật hoang dã gồm 7 thùng chim trời, 470 kg chân giò lợn hương khói, 400 kg nội tạng đã bốc mùi hôi thối vận chuyển trên xe khách mang biển kiểm soát 76M1472 chạy trên quốc lộ 1A tuyến Lạng Sơn, thành phố Hồ Chí Minh do anh Lê Văn Liệu sinh năm 1972, trú tại thị trấn Sơn Tịnh, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi điều khiển. Qua điều tra, toàn bộ động vật hoang dã và sản phẩm động vật đều không rõ nguồn gốc, không có hồ sơ thủ tục kiểm dịch. Lái xe Lê Văn Liệu khai nhận vận chuyển số hàng trên của một chủ hàng ở Hà Nội từ các tỉnh phía Bắc vào tiêu thụ ở các tỉnh phía Nam. Hiện vụ việc đang được Chi cục Thú y thành phố Vinh và Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Nghệ An đang điều tra làm rõ.